30, hoặc các bác tự cấu hình về nắp loa thì em có cấu hình là full đơn bát 30 sạc Win Vega. Và bác khách này lấy thêm một con lưng tiếng BS Audio V600. Dòng lưng tiếng BS này là sản phẩm chính hãng. Sản phẩm này tiếng nó rất là hay luôn. Sản phẩm máy lưng tiếng này là để lưng cao tiếng ca tiếng hát, và nó sẽ hỗ trợ thêm một cái cổng súp ở đây. Các bác có thể đánh súp điện hoặc súp hơi. Đấy, dùng lưng tiếng BS này rất là sướng luôn. Máy lưng tiếng BS cái mặt của nó, các bác nhìn cái mặt của nó, cái thanh nhôm của nó rất là dày. Đấy, máy cầm vào tay nó chắc chắn cái máy. Đây cổng sau của máy và đây là cổng trước của máy. BS này đều tất cả các cấu hình đều là màu đen hết nhà em, làm BS từ đẩy, từ vang, từ lưng tiếng. Và sẽ được các bác sẽ được mua máy sẽ được tặng một đôi dây các calon chống sôi chống nhiễu đực cái các bác nhé. Thì đây là sản phẩm máy lưng tiếng, còn đây là combo rời. Bác thì có một cái thùng và cấu hình thùng thiếc thì của nó thì cũng ngon, nhưng mà cấu hình ruột bát ruột tép thì coi như là tàn tạ hết rồi. Và bây giờ thì bác ý nâng cấp như này. Một đôi bát 30 sạc Win Vega có cấu hình từ 190/76 gân màu đỏ. Dòng này đánh tiếng rất là dày luôn. Nếu phân khúc từ thường con này tiếng của nó rất là tốt. Gân 3 gân và củ từ 190/76. Đấy, các bác nhìn này, màng của nó rất là nhiều sợi bông thủy tinh. Em chỉ cần lật nghiêng cái bát lên thôi, các bác nhìn cái củ bát của nó cực kỳ xịn luôn. Con này được dán một cái tem QC bát của nhà máy. Đây là một bộ phận kiểm tra QC thành phẩm chất lượng. Và kẹp lỗ của nó là các cái dòng bát mà làm cái kẹp lỗ mà nó tiện vát này. Nhìn trông cái bát rất là xịn, màng quá nhiều sợi bông thủy tinh luôn. Đấy, đây là dòng bát là thương hiệu Mỹ. Các bác để ý các cái loa bãi của Mỹ thì nó là gân đỏ với cả gân có cả Vega này, có cả gân mút, nhưng mà hầu như là bát mới này thì toàn gân vải thôi. Đây là một đôi tép từ 120/44 côn dây dẹt. Con này tiếng của nó rất là lầy, tí nữa các em mở nhạc lên các bác có thể thẩm âm được độ lầy độ bén của nó. Từ 120/44 nha các bác nhá. Nắp nhôm và dưới đây là bộ phân tần có mang F2A, các bác có thể đánh full đơn 40/30 đều được. Và bây giờ thì Tùng Nguyễn sẽ đánh trực tiếp này. Đẩy đây là giác như trích đây. Từ đẩy ra thì Tùng Nguyễn có đấu lối vào đây, sau đó qua mạch phân tần. Thì bây giờ em sẽ đấu lối để cho các bác nghe nhá. Các bác có nhu cầu đến nâng tiếng này, bát 30 sạc Win Vega này, con này các bác có làm phóng hát tiếng nó rất là dày này, và tép giờ xếp này. Tép này các bác nhìn các cái giống tép loa nội địa ở Trung Quốc nó rất hay nắp các cấu hình tép này. Nhưng đặc điểm tép là bích của nó phải dày nhá, cả trên và dưới phải dày thì nó mới chất lượng. Và bây giờ thì Tùng Nguyễn sẽ mở nhạc cho các bác nghe thẩm âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi các bác được nghe một đoạn nhạc thôi, Tùng Nguyễn test thì anh em nói hay không bằng test. Em test cho các bác nghe thì các bác có thể là cảm nhận được chất âm của lời bát và tiếng tép. Đấy. Với các cái dòng bát này thì nhà em chuyên làm hàng mới các bác nhá. Đến với Tùng Nguyễn, nhà em chuyên làm bát rát rời rồi nhiều. Có thỉnh thoảng có các bác khách là hỏi có loa bát rời bãi không. Em khuyên một câu chân tình, khi các bác mua loa rời, đặc điểm loa rời, loa thành phẩm thì không nói làm gì, nhưng loa rời anh em nên chọn hàng mới mà chơi. Đấy, thật sự các bác mua một đôi loa bãi mà bãi thì cái cấu hình bát rời thì nó ít thì thành ra lại là đắt các bác nhá. Ít thì thành ra là đắt, đánh nhẽ nó rẻ nhưng nó lại thành là đắt. Đấy, thế nên là các bác cứ loa mới mà chơi. Đấy, thì cả mình có tiền một đôi bát rời này, các bác chơi dăm 35, 75, 35, 45 gì đấy, các bác cảm thấy chán thì lại vứt đi thay đôi khác. Loa bây giờ là cũng rẻ rồi, bãi mới biết làm gì cho nó mệt người. Nếu mà mua loa thành phẩm thì em không nói làm gì, nhưng mua loa rời này thì đa số bây giờ thì hầu như là 10 người bán thì đến 9 người là bán loa rời mới, chứ chả có ở bãi ở đâu ra mấy. Mà bãi bây giờ toàn loại Trung Quốc, mà cái loại hàng hiếm các bác nha. Hàng hiếm thì lại càng đắt, các bác càng bị đắt đấy. Cái đồ hiếm thì nó càng bậy đắt. Cùng nó mua một chiếc xe máy, khi một đời mới ra mà cái đời cũ mà người ta đang chuộng, tự nhiên nó cắt ra phát. Bây giờ tự nhiên cái đời mới nó thành thấp, mà cái đời còn có vài cái đôi cuối thì thành ra nó lại thành cao. Mà thật ra mình dùng cái đời cũ nó lại còn trông thì hình thức nó là cho xu hướng là người chuộng các bạn. Thế nên các bác mua đời cũ thì chấp nhận mua đời cũ, thực ra là nó giá rất là cao, nhưng công nghệ của nó thì sẽ không bao giờ bằng được các cái dòng mà đời mới. Đấy, thì đây là cái dòng loa rời mới. Các bác mà bị thay thùng hoặc nắp mới thì các bác cứ mua đồ mới cho em, chứ không hơi đâu mà mua loa rời mà bãi biết gì cả. Ví dụ mà bãi mà các cái củ loa mà cái hàng phổ thông như các cái dòng mà củ loa toàn giải ấy, thì đó là cái hàng đẳng cấp. Em không nói làm gì, các cái loa ý mà người ta hay buôn về để bán các cái đồ toàn giải bãi mà người ta hàng sách tay mấy cả hàng hiếm ý, thì đấy mới là hàng đẳng cấp, các cái củ loa toàn giải ta loi ta liếc đấy, thì đấy mới là hàng chuẩn, hàng đẹp. Còn bây giờ thị trường bây giờ nó tràn lan quá nhiều luôn, cái gì cũng chỉ có ở từ thằng Trung Quốc mà ra. Thế nên là các bác cứ cảm thấy mà hàng mới của Tùng Nguyễn mà test nhạc ok này thì không việc gì phải lăn tăn gì cả. Các bác cảm thấy nhu cầu loa bát rời mà bị cháy bị phải thay thì có thể đến với em, hoặc các bác nào mà dựng mới thì có thể đến với em. Thì đại lý của em là chuyên cung cấp xỉ lẻ các dòng loa bát rời, các anh em thợ có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho cửa hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Các bác xem video nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé.